Thưa quý vị, những hình ảnh trẻ em bị ngược đãi tại các cơ sở máy ấm đã khiến cho dư luận dậy sóng, bị bức xúc. Vậy thì còn những hình ảnh này thì sao? Nó diễn ra hàng ngày ngay trước mắt của chúng ta. Những người phụ nữ và những đứa trẻ lang thang đi xin ăn khắp các nẻo đường của thành phố. Mỗi người thì sẽ có cách thể hiện thái độ khác nhau. Người thì ngoảnh mặt ngó đi và nhiều người khác thì vì thương cảm nên đã mở hậu bao để chia sẻ và giúp đỡ. Thế nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại đơn giản như vậy. Đằng sau những thứ mà chúng ta nhìn thấy lại là một guồng máy đang lợi dụng chính sự trắc ẩn của chúng ta để trục lợi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị bước vào một hành trình điều tra để bóc trần sự thật. Chợ Bến Thành, trung tâm văn hóa lịch sử của thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày, nơi đây có rất đông du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Và cũng có không ít những hình ảnh khiến nhiều người cảm thấy bức xúc. Người phụ nữ này luôn tìm cách xin cho bằng được tiền của du khách. Trên tay luôn là một đứa bé chỉ vài tháng tuổi. Con bao nhiêu tháng tuổi rồi? 3 tháng tuổi hả? Ba tháng tuổi tuổi sao cắm ngoài đường chi vậy? Ơi, trên dây chứ. Hả? Trên dây. Trên dây là sao? Xin tiền ở khu vực này còn có nhiều phụ nữ khác và những đứa trẻ khác. Tất cả tạo nên một chuỗi hoạt động đông đúc, nhộn nhịp như một thứ nghề. Ai chở con qua đây? Không nói thiệt mới cho. Ai chở qua? Hả? Gặp các tuyến đường quanh chợ Bến Thành, những hình ảnh cứ đều đặn lặp lại mỗi ngày. Nhiều người xác nhận đây là nhóm người Campuchia, nhóm hoạt động có sự phân vai rõ ràng. Trẻ em, phụ nữ đi xin, còn đàn ông thì cảnh giới. Mấy xin Campuchia nhiều ghê á chị. Dắt ra đây. Đó, quá trời đấy. Sao mà đi qua người Cam đúng không? Campuchia không á, sao nó qua bên này được biết nè. Thấy có mấy thằng đấy hay chở qua đúng không? Đó, tay chở đi qua đó. Bắt đầu từ 7 giờ sáng, những chiếc xe máy lần lượt chở người đến, chiều tối mới lần lượt rời đi. Người lớn thì cứ cố gắng tận thu, còn những đứa trẻ thì cứ bạch nhoài sau một ngày bị bồng bế.